Xin chào tất cả mọi người. Và đồng thời xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và hãy sẵn sàng với khung giờ quen thuộc của chúng tôi, 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Cùng với một diện mạo hoàn toàn mới, chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao năm vừa qua đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ quý vị khán giả. Rất nhiều những nghệ sĩ vô cùng xinh đẹp, đáng yêu và hết mình. Và đây, giới thiệu quý vị sự xuất hiện của diễn viên Kiều Ngân. Dạ, mời Ngân ngồi. Dạ, em mời anh. Ngân hôm nay xinh đẹp quá. Hôm nay em sẽ thùy mị. Thùy mị nha. Ngày hôm nay sẽ là sự xuất hiện của một nhân vật rất nổi tiếng, diễn viên Đinh Y Nhung. Xin mời. Em chào Y Nhung. Mời chị. Chào em. Xin mời quý vị chào đón nữ ca sĩ ngày hôm nay đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp và hát cực hay. Đó chính là ca sĩ Kim Thành. Wow, ôi chà, lung linh như một cô tiên luôn. Em chào anh Hoàng. Chào em. Lâu ngày mới gặp lại. Cũng mấy tháng rồi đó, anh em mình mới được gặp lại. Anh vẫn xì tin như ngày nào. Em vẫn xinh đẹp như ngày nào. Yeah. Muốn ăn thì lăn vào bếp, để đốt cháy calo bắt buộc phải vận động. Vâng. Bạn tự tin với khả năng trước giờ mình tập thể dục rất là nhiều không? Cái đấy là em có thừa ấy. Chuyện nhỏ. Yeah. Đó chính là nam diễn viên Huỳnh Quý. Chào Quý. Ôi, diễn viên mà như người mẫu vậy đó. Đẹp trai quá. Quý, đủ rồi. Chào anh Quang. Chào em. Trời ơi, hoành tráng được chứ. Ủa mà sao xây cái nhà vàng khè vậy? Màu vàng nó tượng trưng cho sự ấm áp. Nó trời tượng trưng cho màu áo của em nữa. Nhưng trong bây giữ nhạc và anh có bận màu vàng nữa. Em đã mắc kiến màu vàng đó, em nhìn cái gì cũng màu vàng hết. Nãy giờ khuyên. Huỳnh Quý xin chào anh Hoàng rapper, chào quý vị khán giả của chương trình Khẩu Vị Coi Sao. Hãy sẵn sàng cùng với chúng tôi đón chào một trong những anh chàng diễn viên nè, MC nè, ca sĩ nè. Wow, rất là đa tài. Không biết là ảnh ăn gì mà ảnh đẹp trai quá chừng luôn. Đó chính là nghệ sĩ Trương Quốc Bảo. Chào Bảo. Trời ơi, phong độ quá. Điển trai quá. Quá sao? Buồn. Điển trai mà sao buồn vậy? Quá hụt hẫng. Ủa, anh đón tiếp anh hồng hậu lắm mà. Lời đầu tiên thì cho phép Quốc Bảo xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến với tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Xuất sắc. Anh biết sao anh lại buồn không? Ủa dạ, đau vậy? Nhất là do giọng nói của anh mà khi bước ra đây nhìn thấy mặt anh em không vui lắm. Tại vì em đã chuẩn bị tinh thần để đến đây thưởng thức những cái món ăn rất là ngon cùng với người đẹp Hà Thu. Anh cố ý nói nhẹ Hà Thu. Hà Thu ơi, bảo là anh em tốt của anh biết bao nhiêu năm á, thường anh phải làm chương trình với những ai anh thân quen á. Nhưng mà anh em mình gặp nhau hoài bị ngán anh không ngán em. Ủa hóa ra em ngán anh hả? Tại vì đó thì như em nói đó, lâu lâu em cần một cái làn gió mới. Nhưng mà thôi, hôm nay anh em chúng ta cũng lâu lắm rồi mới gặp ha. Thay mặt Hà Thu cảm ơn em nhiều nha. Tình cảm đặc biệt của em dành Hà Thu. Đồng hành với họ là những khán giả hâm mộ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng cùng chung sở thích về nấu ăn và có chung một thần tượng. Và bây giờ xin mời Kiều Ngân chào đón sự xuất hiện của Chí Thanh và Hoàng Thịnh. Xin mời. Chào hai bạn. Em chào chị. Trời ơi, đẹp trai đúng không ạ? Hey fan chào. Mấy bạn trẻ quá. Mình là Hoàng Thịnh, hiện tại thì mình đang là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là chung trường. Chung trường đồng môn. Mời bạn. Em tên là Nguyễn Chí Thanh, hiện đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Chuyên ngành của em là kiến trúc. Kiến trúc luôn. Và bây giờ xin mời chị Đinh Đinh Nhung cùng quý vị khán giả chào đón sự xuất hiện của hai bạn fan hâm mộ. Đó chính là Hoàng Minh và Ngọc Đông. Yeah, đây. Chào hai bạn. Rồi, xin mời hai bạn ngồi ạ. Xin mời hai bạn giới thiệu đôi nét về mình để chị Đinh Đinh Nhung được hiểu rõ hơn ạ. Xin mời bạn. Em tên là Ngọc Đông. Năm nay em 21 tuổi và hiện tại em đang là sinh viên đại học. Em chào chị Đinh Đinh Nhung và anh Hoàng. Em tên là Hoàng Minh. Hiện em đang làm một nhân viên bán hàng về thời trang. Đó chính là hai bạn Trí Trung và Minh Tâm. Đây. Xin chào hai bạn. Chào bạn. Chào bạn. Chào em. Chào bạn. Rồi, mời hai bạn ngồi nào. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em là Minh Tâm, hiện tại là diễn viên. Dạ, xin chào anh chị. Dạ, em tên là Trí Trung ạ. Em hiện tại đang là diễn viên. Anh lựa mà phải lựa mấy bạn có tên làm sao nó vần điệu trung tâm. Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta bằng những tình cảm, những cảm xúc rất thật này, dạ, mình tập trung chế biến cho món ăn thật là ngon. Xin mời Huỳnh Quý cùng với quý vị khán giả chào đón hai bạn Thanh Huyền và Mỹ Tiên. Đó, chào hai bạn. Mời hai em ngồi, mời hai bạn. Chào hai bạn.
bạn. Nào, mình tự giới thiệu về bản thân đi, mời em. Dạ, em chào anh Hoàng, em chào anh Quý. Em tên là Thanh Huyền, hiện tại em 21 tuổi. Em đang học diễn viên và em thần tượng anh Quý. Dạ. Rồi, cảm ơn em nhiều. Dạ. Cảm ơn em. Mời em. Dạ, em chào anh Hoàng, em chào anh Quý. Em tên là Mỹ Tiên, hiện tại em đang là mẫu ảnh và đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ xin mời Trương Quốc Bảo hãy đón chào sự xuất hiện rất mặn mà, đậm đà của hai cô nàng ngày hôm nay tham gia chương trình. Đó chính là Ngọc Linh và Ngọc Quyên. Dạ. Đây. Wow. Nàng đầu tiên và nàng thứ hai. Xin chào hai nàng. Xin mời hai nàng. Xin chào em. Trời ơi, dễ thương quá, đáng yêu. Dạ, chào anh. Chào em, chào anh. Dạ, được rồi, thái độ kỳ vậy. Dạ. Dạ em chào. Dạ em, được rồi. À, thấy mặn rồi nha, thấy mặn rồi nha. Mới đầu làm thấy mặn rồi đó. Không những mặn mà còn mềm mại nữa. Xin chào mọi người, xin chào anh. Em tên là Ngọc Linh. Hiện tại thì em đang làm mẫu ảnh và diễn viên. Trẻ mà là tự đi làm rồi đó. Chào anh, em tên là Ngọc Quyên. Hiện tại em đang làm tự do. Em 22 tuổi. Làm gì tự do? Cái ngành của mình là ngành gì ấy em? Mình nấu ăn tự do. Dạ, nấu ăn tự do. Nói chung là bất cứ một công việc nào mình không có thấy phù hợp là em sẽ làm. Dạ đúng ạ. Tại phòng khách của chương trình, những thông tin được tiết lộ thông qua 3 từ khóa đã giúp thu hẹp khoảng cách giữa nghệ sĩ thần tượng và khán giả hâm mộ. Họ được giao lưu với nhau nhiều hơn. Bây giờ sẽ là đề bài đầu tiên. Bánh pía thường được nhiều người gọi với cái tên dân giả nào ta? Tôi biết nè. 3, 2, 1. 3 chữ. Và xin mời đáp án. Và đây là đáp án. Wow, chính xác. Bánh lột da. Chúc mừng Nguyên, 1-0 rồi. Bây giờ 3 ô số, em chọn ô số mấy nào? Dạ em chọn số 1 ạ. Xin mời bí mật đằng sau ô số 1. Lần đầu cũng là lần cuối. Ủa là sao ta? Cái sự ám ảnh đối với một cái món ăn anh à. Một ngày nọ, bà được mời đi ăn buffet. Buffet. Buffet ở một trong những khách sạn phải nói là sang trọng, quý phái nhất của thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Chúng ta có những cái món như là tôm hùm, cua Alaska. Mình kể thẳng là cái món đó được không? Cua hoàng đế, ăn rất nhiều món. Nhưng mà đây là một trong những lần đầu tiên mà mình thấy là ở đây có một cái set format. Format đến từ Pháp à. Wow. Rất là tây, rất là sang phải không ạ? Tại vì cuộc đời mình từ nhỏ giờ em rất là thích ăn những cái món béo. Một cái set khoảng 7 đến 8 loại format khác nhau. Rồi. Em lấy mỗi thứ miếng mang về. Trời ơi, bách hóa tổng hợp. Mềm. Bở. Giống như chao á mọi người. Trời ơi. Giống như chao á mọi người. Trời ơi trời. Tưởng tượng nha. Rồi. Quết miếng vô, ngậm vô. Rồi, rợ người luôn. Bị nổi da gà liền. Trời ơi, rợ người. Cái mùi nó ghê lắm. Tại vì mình không biết ăn nên mình không có cảm nhận được cái sự ngon của nó. Và bây giờ anh sợ luôn, không bao giờ ăn lại món đó. Cảm ơn bạn. Câu hỏi thứ hai. Người ta hay nói em lật mặt. Dù em nhất dạng chẳng đổi thay, lỡ mang một kiếp phận hai mặt, oan ức muôn đời, nói ai hay. Em là cái gì vậy? Ta cớ. Bánh tráng. Quá dữ luôn, câu này dễ em ha. Dạ đúng rồi. Hai bạn cùng trả lời đúng nên lần này là kết quả Huề. Và người lựa chọn ô số sẽ là Kiều Ngân. Em chọn ô số 3. Số 3 là số 3. May mắn của em. Xin mời ẩn số nằm trong ô số 3. Từ khóa đó là đợi nhau kiếp sau cùng với huy hiệu thần bếp. Trời ơi. Ủa vậy là không ai được đúng không? Không ai được luôn. Hên cho em á. Chứ mà được cái huy hiệu này ha, là người nấu ăn không phải là các bạn ấy, mà người nấu ăn là em. À vậy hả? Người ta có quyền yêu cầu em làm gì em làm đó. À hên. Quá, hên cho em quá em ơi. Rồi đợi nhau kiếp sau. Chà. Đợi nhau kiếp sau có nghĩa là vậy. Em rất là thích trồng cây luôn. Mấy cái loại mà trái cây gì mà em ăn được là em đều thích trồng hết. Đâu bao giờ em trồng được đâu. Không bao giờ em trồng được hết. Ủa vậy hả? Dạ. Hôm bữa các em thấy trên mạng là có dạy mấy cái clip mà trồng cây mà cho nó tiện ích sao ta? Vậy như là trái này trái kia phải không chị, nó gáp ra thủy canh thâm canh cái gì đó. Thủy canh ở nhà. Trồng thủy canh rồi đó, rồi bỏ vô chai nước rồi đó. Chung là em cũng làm đầy ở nhà luôn. Ồ. Xong rồi em bị chửi quá trời. Sao bị chửi? Tại vì nó không lên, mẹ em bày đầy ở nhà hết. Xong rồi mẹ em phải dọn. Mẹ em dọn xong rồi mẹ em tức quá, mẹ em la. Trời ơi, giờ em trồng cây ớt nó sống liền luôn em không ơi. Không luôn anh. Cây ớt là cây rất dễ sống đúng không? Chỉ cần thảy ra là nó sống không? Em trồng vẫn chết. Trời ghê thiệt. Xong rồi em chỉ có thể là em nói là thôi, kiếp này em sẽ không trồng cây nữa. Em đợi kiếp sau em sẽ trồng lại. Bây giờ sẽ là ô số cuối cùng. Đây sẽ là một trò chơi nho nhỏ. Chúng ta có một rổ thăm. Hãy bốc thăm, mình bốc trúng con số nào, mình sẽ rút cây gỗ được đánh con số thứ tự đó. Thì hai bạn quả tôi tìm xem ai thắng rút trước. Rồi, như vậy là bạn Hoàng Minh đã thắng bạn rút trước nha. Số mấy đây? 17. Phải là người có kinh nghiệm. Nín thở, mặc kệ mọi thứ xung quanh đó. Tiếp tục nào. Dạ. Mời Đông. Dạ, con số 7. 7 là cũng khá giữa rồi đó. Chết rồi, ghê quá. Cái này là phải có tư thế, là phải có chiến thuật. Đẩy hãy đó, gõ nhẹ nhẹ đó.
Nó đòi hỏi người chơi phải tập trung, có sự kiên nhẫn cao nữa. Nào, xin mời Hoàng Minh. 19. Cứ càng nhiều về gần cuối càng nguy hiểm chị. Trời ghê ta. Minh chắc chơi là trò này nhiều lắm không Minh? Không. Dạ. Số 2 à? Số 2 cha, khó à. Có nghĩa là số 2 đang nằm ở giữa. Đồng ý chúng ta phải gõ. Cái ngọn thì dày quá kìa. Đó, nín thở luôn, nín thở luôn. Úi dồi, giỏi quá. Nhung bóc thử cái gì Nhung? Ví dụ chị Nhung mà lập đổ đi, coi như là bữa ăn bữa nay là chị Nhung nấu. 20 ha. Thường thôi. 20 thường thôi, trời ơi, gì đâu mà chứ thương thượng vậy trời. Mời chị nín thở. Đó, đừng rung rinh quá. Không dám đụng với cái bàn luôn á. Không dám làm chị giật mình luôn á. Không dám làm chị giật mình luôn á. Thiệt á, em sợ em không ủng hộ tinh thần chị luôn. Em đó. Là chị luôn. Rút đại đi. Chị thua rồi đó. Nghe lời em đó. Thôi, coi như là xí xóa. Đây, 20 của chị. Tới em. Số 8. Ôi, 8 thì dễ quá. Nè, coi em nào, một lần, một phát luôn nè. Yeah. Em có dễ, em có dễ. Quay trở lại với lượt chơi của hai bạn. 25 là đổ hết đó. 25, ủa đâu, 25 đâu? Đây, đây, đâu, đâu ơi. Là đổ hết. Ê. Em thấy nguy cơ cao lắm nha. Ráng lên mình. Sống bằng niềm tin. Như vậy là Hoàng Minh đã không vượt qua được cái lượt chơi của mình, đồng nghĩa việc là bạn Đông đã có quyền lật ô số cuối cùng. Chúc mừng bạn. Yeah. Một bên là bánh xèo, một bên là cơm cùng với canh chua. Bạn Thanh, bạn chọn món nào? Em nghĩ em sẽ chọn bánh xèo vì em gốc miền Tây. Còn với cơm và canh chua đã thuộc về bạn. Một bên là gà nướng muối ớt, một bên là bún bò. Thật ra hai món em đều chưa từng thử nấu bao giờ hết. Trời đất. Nhưng mà bún bò thì em ăn nhiều rồi, cho nên ngày hôm nay em muốn thử sức ở gà nướng muối ớt. Hợp lý ha. Giải thích nghe nó logic lắm á. Hạng Minh chắc chắn là phải chọn bún bò rồi. Dạ. Kim Thành, tiết lộ đi, món nào ạ? Đầu tiên là món cá hồi sốt chanh leo. Dạ. Món thứ hai đó là tôm càng xanh sốt trứng muối. Dường như cô gái này rất thích sốt nha. Mà cá hồi tôm càng cũng ít tôm kem là lựa đi cưng. Thôi em chọn tôm càng xanh sốt trứng muối. Rồi, như vậy món còn lại đã thuộc về bạn Trung, cá hồi sốt chanh leo. Món đầu tiên là sơn hào. Sơn hào quá. Cơm chiên dương châu. Dạ. Yeah. Món còn lại chắc phải là canh nè. 2, 3. Món còn lại dương châu là khác cơm hải sản nha. Ủa rồi mắc chứng gì chọn hai cái cơm chiên hết vậy? Tại vì ngoài cái sở thích là hủ tiếu mì của em thì món em thích nhất là món cơm chiên. À, Quý Tiên, em có quyền ưu tiên chọn. Dạ, em chọn cơm chiên dương châu. Cơm chiên dương châu. Như vậy là chắc chắn món còn lại cơm chiên hải sản sẽ thuộc về Huyền nha. Dạ. Yeah. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi vừa mới chia sẻ là tôi thích ăn đồ sống và trong đây có một món sống. Đầu tiên là món... Đây là món chính, bò lúc lắc. Không thể nào sống được. Món còn lại, tôm sốt Thái. Hả? Sốt Thái thì cũng phải chế biến, phải nấu, phải nướng, phải tái xào, xào. Em làm bò lúc lắc hay em làm tôm sốt Thái? Em làm tôm sốt Thái. Rồi, chúc mừng em, tôm sốt Thái. Còn cái này là thuộc về... Chắc chắn rồi, thuộc về Huyền, bò lúc lắc. Em. Không những vậy, những thử thách cam go cho các bạn trong quá trình nấu nướng tại gian bếp đã chứng minh rằng mọi gian khó, chỉ cần có thần tượng bên cạnh giúp sức thì mọi chuyện đều sẽ dễ dàng hơn. Đó chính là bạn Chí Thanh. Thì bạn cảm thấy cái thùng cát tông này có bị vướng víu lắm không? Dạ, em thấy thì cũng được. Còn riêng với bạn Thịnh, đây, một cái mô hình rất là dễ thương, đáng yêu của một chú hề mà thiếu đi gương mặt, nên bắt buộc bạn phải đưa cái mặt vào bên trong. Xin mời bạn. Đó. Ủa vậy luôn hả? Hơi cực một xíu. Nhưng mà quá trình mà em di chuyển để rửa hay là để lấy những nguyên liệu khác á, thì em có quyền di chuyển ra khỏi cái mô hình này. À không phải khiêng theo. Trời ơi, đẹp mà ác quá. Chị ơi, chị nên đừng nói gì nữa. Và quý vị có thể thấy được là hai bạn, bạn Đông và bạn Minh đang đứng trên một cái bập bên. Các bạn ấy sẽ phải nấu ăn trong cái tình trạng mình giữ thăng bằng trên cái bập bên này, nên hãy thật là cẩn thận. Và huy hiệu thần bếp đã mang đến những lợi thế như thế nào cho các bạn? Em đàn ông vậy mà tự nhiên đưa em gấu làm sao? Đó là bắt buộc là đó sự lựa chọn của em, thấy không? Không, em muốn qua anh kia. Em lấy quyền gì mà em qua anh kia?
Dạ em có quyền thân bếp. Chấp nhận chứ sao giờ. Đặc quyền của bạn chỉ là huy hiệu thần bếp. Như vậy bạn sử dụng một lần thôi nhá. Dạ. Như vậy là bạn không muốn ôm gấu bông mà nấu nướng nữa. Dạ. Chuyển gấu bông lại cho bên đây ha. Dạ. Bây giờ đó mình nhường đôi chân dịch qua đây. Dạ. Bên đây là bạn Trung. Bạn bắt buộc không được buông gấu bông, luôn ôm gấu bông vào trong lòng. Vừa mẹ ôm vừa con. Nấu. Ôi giời ơi. Rớt một cái trừ điểm. Tâm, bạn sẵn sàng với đôi chân vịt này chứ? Dạ em sẵn sàng ạ. Một bên đó là của Mỹ Tiên. Làm ơn đừng có để ná thở đàn gà của anh đang thả phía dưới nha. Nhiệm vụ của em di chuyển để lấy những dụng cụ và những nguyên liệu bằng cách là bước lên thảm gai. Cái thảm này nó hơi nhức nhích tí, nhưng mà khi mà em quen cảm giác rồi em giống như được massage vậy đó cưng. Đang cố gắng không được chạm vào gà nha. Ok. Rồi văng chữ ra ngoài, rồi văng chữ ra ngoài, rồi gom chữ bỏ vô nè. Còn bên bây giờ em mới để ý nha. Gà này rất là giống anh. Thiệt á. Giống không? Rồi, Thanh Huyền. Em thì lại khác, dưới chân em là một cái đôi dép khá là đặc biệt. Nhiệm vụ của em sẽ di chuyển vượt qua các chướng ngại vật, không được chạm vào chướng ngại vật. Dạ. Cái hơi nặng này sẽ gây cản trở cho em, nhưng chỉ cần tập trung giữ thăng bằng là không bị té. Bên Ngọc Quyên nè, thấy không? Một cây cầu dừa. À không, cái cầu sắt này giống như là cầu bập bên vậy đó anh. Đó, chính xác. Bạn muốn di chuyển đến khu vực lavabo đằng kia là mình phải đi qua cầu. Chứ mình không có được đi ở dưới đất nha. Còn bên đây hồi ôi cái điều kiện hồi nãy mà có nói và chia sẻ và đúng với luật là cũng phải trưng bày ra. Ngọc Linh, bạn có được cái huy hiệu thần bếp. Dạ bạn đúng có rồi. Muốn sử dụng ngay lúc này hay là lát nữa thay? Ok, vậy em sẽ tháo cái này ra. Rồi, tháo là tự tin đúng không? Dạ đúng vậy. Ok, rồi ok, rất mạnh là bảo đảm nha. Nhưng bên cạnh đó, Kim Thành chú ý, nguyên liệu phụ và nguyên liệu chính đều đang có những mẫu giấy nhỏ. Tổng cộng 4 mẫu giấy, mỗi mẫu giấy sẽ là những thử thách mà chính Kim Thành phải vượt qua để giúp cho hai bạn trai có thể sử dụng món nguyên liệu đó, không vượt qua được món ăn thiếu nguyên liệu đó coi như phá sản. Em sẽ cố gắng. Sẵn sàng. Chị Kim Thành ơi, chưa kịp ngồi luôn. Em muốn dùng món gì? Chị phải làm gì? Dạ chị phải dùng bút lông và vẽ được 3 loại rau củ quả để MC đoán được tên. Ghê. Chị vẽ cây lúa à? Anh cái gì mà em ghét đi? Em ghét ớt, lá, hành. Đúng rồi. Đừng loại rau củ quả. Tiếp 2 món nữa. Trái thì phải có cuốn đàng hoàng nha. Kỳ ta. Anh tưởng phần này dễ quá là lại khá căng với em. Ôi trời. Ôi trời. Sao cái này tự tin quá ha. Chấm chấm rổ rổ. Dâu là không phải. Dâu là phải hình trái tim. Trái cam. Yeah. Còn trái nữa. Sáng lên. Rồi trái gì? Em đoán đi. Ở Đà Lạt. Đà Lạt dâu. Yeah. Ôi trời ơi may quá. Mở đâu, mở đâu. Anh Hoàng ơi, em lại có một thử thách nè. Cái gì? Chưa kịp ngồi luôn. Anh Hoàng em muốn sử dụng cà rốt với lại đậu que. Thử thách là được chọn một trong 3 loại gia vị để chấm và ngậm một lát chanh trong vòng 10 giây đếm ngược từ MC. Là bây giờ một miếng nữa đúng không? Một miếng thôi, chứ lẽ 3 miếng, em muốn 3 miếng không? Em muốn một miếng của em và một miếng của anh cho nó tình cảm mặn nồng. Chấp em luôn. Nãy giờ em quá nhiệt tình, em quá dễ thương. Vậy ông đội là phải coi nha. Ok. Bữa nay Quỳnh và Đệ nguyện chua chát cùng ngày cùng tháng cùng năm ấy. Đúng. Rồi, chọn đi một miếng hả? Mỗi người một miếng nhá. Bây giờ Đệ à, Đệ chọn chấm cái nào vậy hả? Mời Quỳnh chấm trước. Theo Quỳnh thì mình chấm hết 3 cái đi. Cho nó thấm đượm tình yêu thương hữu nghị giữa đôi ta. Thôi, chúng ta chấm cho nhau đi. Chấm cho nhau thì mới cạn tình cạn ý được. Đúng rồi, phải chấm cho nhau nha. À, đổi miếng hả? À. Ai biết xong rồi. Ngậm. Ngậm hết luôn. Ngậm hết không? Nước không biết. Cay quá. Mười giây nữa. Em nuốt hồ bớt rồi. Cay lên. Ngậm nữa. Ngậm nữa. Ngậm nữa. Ngắt luôn. Rồi, bữa nay em no rồi, em nghĩ là em về nhà em được rồi, em không cần ngồi đó. Nãy giờ em đã tiêu tốn khá nhiều dịch vị rồi, lát nữa mới lấy lại dịch vị bởi tài năng của hai cô gái. Chị Nhung ơi, giờ em cần cái nước. Cái gì chị Nhung nữa, trời ơi, tôi chưa kịp đứng luôn. Giờ em cần ướp gà và cần nước mắm thì để lấy được nước mắm, bạn hãy nhờ khách mời thực hiện thử thách. Lựa chọn trong khay trứng gà chín và sống trộn lẫn, đập ra được 3 quả trứng chín thì hoàn thành thử thách. Mời chị bước vào, chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Đập. À, được một trái. 999. Thêm một trái nữa nè. Dạ. Rồi tiếp luôn. Chỉ có một trái chín cần đi lắm. Đúng rồi.
xin đi ra, sống luôn. Trời, tôi nghi quá thiệt. Mới được con gái chính nè. Trời ơi. Đó, chính là hai trái chính rồi. Giờ ráng em thêm trái chính nữa chị. Ráng chị, em tin chị. Ráng chị, mạnh lên. Thôi mày, hay quá. Chính rồi. Thôi lỡ rồi, lập luôn cái này đi chị. Đập chị, 2, 2, 3, đập đi. Đập đi. Hay lắm. Anh Hoàng ơi. Dạ, cái gì nữa? Em muốn sử dụng huy hiệu thần bếp. À đúng rồi, em sử dụng đi. Em muốn đặt quyền gì? Em muốn giải thoát mình khỏi cái bập bệnh thần thánh này. Ờ hả? Ờ vậy em thoát đi. Dạ. Như vậy là chỉ có một mình bạn Đông được thoát ra thôi. Còn bạn Minh thì vẫn phải cố gắng đứng ở trên bập bệnh. Nhưng mà ít ra thì mình không bị mất thăng bằng nữa ha. Anh Hoàng ơi. Ơi hả? Sai cưng. Em muốn sử dụng trứng. Không luôn. Bạn hãy thổi ba cái bong bóng và làm bể nó trên ghế xoay của chương trình mà không được dùng tay. Dễ. Ủa là vừa quay là vẫn thổi được. Đúng rồi. Chừng nào mà cái đùng thứ ba là coi như là anh hai em. 3, 2, 1, bắt đầu. Thổi đi em. Thổi lửa lên em. Thổi lửa đi em. Thổi đi em à. Thổi rồi nổ nha em à. Nổ đùng là đùng nha em. Dừng. Rồi thổi đi. Bây giờ dừng cũng vậy thôi. Em cột lâu quá à. Nhanh lên. Nè em. Dừng. Mẹ ơi, cứu con. Nhanh lên. Không dùng tay. Phải dùng dòng ba. Không dùng tay. Phải dùng dòng ba. Coi lại cái đề, không dùng tay. Nhưng mà lập mới đưa ra phải dùng dòng ba. Dòng ba bảo táo không bằng ngữ pháp Việt Nam. Ok rồi. Cái thứ hai. Quầy anh quay em về nữa là anh phải đưa em về cho quầy. Ráng được. Ráng được ơi. Không dùng tay, dùng chân ha. Còn đòi dừng lại nữa. Xoay như vậy đứng còn không nổi. Nói chi là bể bóng. Vô. Trời. Nặng ký. Mời em. Cái cuối. Ráng em. Hậu gì tới mai đâu. Nó còn không lên nữa. Hình như phải quay nhanh thì em mới có động lực hay gì ha. Không. Sao. Nổ đi, nổ bằng dòng ba đi. Sao có vẻ anh hơi ná thở vậy? Không, em ổn. Ổn không? Em rất là ổn. Ờ, ổn mà hơi xanh. Vô, hi. Vô nè. Cổ lên. Hi. Xuất sắc. Đàn ông con trai người ta phải vậy đó. Giỏi lắm, mạnh mẽ lắm. Như vậy là Kiều Ngân này giúp cho người chơi chúng ta có thêm nguyên liệu và dụng cụ rồi. Chúc mừng các bạn. Anh Bảo ơi, bây giờ em đang cần tôm á. Bây giờ anh thực hiện thử thách là dùng một đôi đũa dài để gấp được 5 quả trứng cút, đi chân không trên đoạn ván trơn trượt từ phòng khách mang đến bếp của người chơi. What? Trời ơi, gấp trứng cút mà gấp bằng đũa cả nè trời. Thôi một trái trước đi cho một trái trước là thử nha. Ây da, cái thảm này nó không bị dữ không? Thương thương mà thôi. Trời ơi. Anh giúp em. Đừng cái đụng em. Đừng cái đụng em. Anh giúp em. Đẩy. Đẩy nhẹ thôi. Anh giúp em. Ủa sao kỳ, sao nó xoay vòng vậy? Anh đẩy. Ok, đẩy rồi đó. Rồi, rướng người đi. Ok. Trời ơi, em Nguyễn Chuyển. Kéo em về cái. Như một vũ công. Quá dữ, em còn hơn Michael Jackson nữa đó. Vâng ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cẩn thận. Cái này gì nó thốn nè. Đó. Ơi. Cái đường rửa chén này làm cái bà lòng bàn chân mình nó mềm ra mà da nó mềm mà bước vô thảm gai nữa. Thiệt tình luôn á. Ghét ghê luôn á. Quá thông minh luôn. Ráng bảo. Trứng cốt. Sao tự nhiên trái này nó lì quá vậy? Trời. Rồi. Hôm nay. Bước sải bước dài ra. Rồi. Ráng bảo. Đâu đi ngược kiểu của Michael coi. Ôi, trứng cốt ngược rồi. Ráng bảo. Trứng cút anh Bảo. Đạp chân mẹ chân á. Sao cái trái này nó. Chắc anh phải giúp em thôi. Ráng bảo. Nãy giờ chơi giỡn rồi, bây giờ mới chơi nè mọi người. Nãy giờ chơi giỡn rồi, bây giờ mới chơi nè mọi người.
kêu anh giúp em hả? À? Anh giúp mà như cái giúp này không tác dụng. Liên tục. Trời ơi giờ cái quần duy nhất đi về giúp nữa không? Còn còn cái đồ chơi của đại em nữa. Anh nhìn kìa, hai trái trứng của em kìa. Mọi người đừng quan tâm đến em. Để mất công lũ thừa nữa. Tôi giúp mà, tôi giúp hai người trái. Giúp đời mà. Trời mấy ơi cái này rồi. Nó hai trứng rồi. Xịt thôi, xịt cái gì mà dày dữ vậy nè. Trời ghê thiệt, cao thủ. Lần này thì không phải là hai trứng nữa mà là ba trứng mọi người. Một tay nha mọi người. Một tay hả? Một tay. Gấp mà, ai gấp hai tay. Chơi ai ai chưa lại. Rồi giờ bắt đầu là rất là thuần thục rồi với cái tấm thảm trơn trượt này. Không có gì là vấn đề cả mọi người. Khi mà mình đã tỉnh táo, khi mà mình đã tập trung rồi. Ráng lên. Đừng chạm vào cuộc đời em nữa anh à. Không chơi nữa. Cái này là em vui vẻ quá à. Được rồi. Dễ thương thôi. Bảo vừa qua thử thách. Cảm ơn Bảo. Cảm ơn mọi người. Ước quần người. Cực kỳ hấp dẫn. Đó, đền bù xứng đáng cho những cố gắng mà Trương Quốc Bảo đã vượt qua biết bao nhiêu là thử thách đúng không nè? Đúng là không bỏ công anh nhỉ. Một bên là bò đúc lắc, một bên là tôm sốt Thái. Sốt Thái. Ồ, một bên là cơm chiên hải sản của bạn Thanh Huyền, một bên là cơm chiên Dương Châu của bạn Mỹ Tiên. Đầu tiên hử là thấy rất là thơm rồi đó. Ngửi là thơm nè, dạ. Và khứu giác là ok nè. Trình bày cũng đẹp luôn. Em không ngờ là hai bạn là nam mà trình bày rất là đẹp nha. Ừ, và đây sẽ là một cái phần thưởng lớn dành cho những sự cố gắng của chị. Đây chính là hai món ăn mà hai bạn Minh và Đông đã cố gắng chế biến ra. Một bên là món cá hồi sốt chanh leo, bên còn lại là tôm càng xanh sốt trứng muối. Em nghĩ là hai bạn nam ngày hôm nay cực kỳ khéo tay. Đỉnh cao. Em cũng làm được anh ạ. Bái phục hai bạn. Hãy nhớ đón xem và ủng hộ chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi với khung giờ phát sóng vô cùng quen thuộc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.